Rồi tiếp đọc lại nha. Ở phía gần bộ ba nhân libero, ba bắt đầu dò phía xa, phía xa Pháp một kia. Không không. Một kia gặp ba đầu dò. Ấy dù. 1-0. Thằng cháu làm quá hấp gì không mà trời. Phát nãy giờ 4 lần rồi chưa đánh được. 1-0. 2-0. 2 quá. Điểm nhân 1-3. Một hai 1-3. Khó hiểu quá. 1-2. Ba một. Không hiểu được đâu. 4-1. Phát ngoài. 2-4. Cái kỳ đó anh trẻ hai cái nắp hay đâu có chạy được, đâu có đường đâu. Chưa đâu, chưa bắt được. Năm hai. Ba năm. Lên giờ. Ba năm. Bốn năm. Sợ nhất mấy vậy á, cái banh khang khang vậy mình không chú ý tung làm cái âm cái rồi xong. Sáu bốn. Bảy bốn. Kỳ vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thắng rồi hả? Ôi giời, 8 thắng là 8-4 à. Vậy ở đây làm gì nhỉ?